xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe hôm nay em làm clip giới thiệu đến cho các anh một cái bật lửa đến từ nhãn hàng Jifeng một trong những nhãn hàng của Trung Quốc ra đời từ năm 1991 từ năm 1991 đến đây thì cũng là khá là lâu rồi đúng không các anh như vậy thì hãng cũng đã có một cái lịch trình khá là dài. Uh, chứng tỏ hãng cũng có uy tín ở trên thị trường thì mới có thể tồn tại được lâu như vậy. Thì ở đây thì hãng có ghi là Smoking Set thì uh, đây là một hãng chuyên gia sản xuất những cái phụ kiện dành cho xì gà. Uh, ở đây chúng ta có ờ uh, fashion style phong cách cuộc sống này. Đó. Uh, chúng ta có một cái mã hàng là GF086. Mã hàng thì em có để trên góc trái màn hình. Chính vì vậy khi gọi điện thoại đặt hàng các anh à Google gọi đúng mã sản phẩm bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh nhé tránh giao nhầm là mất thời gian của các anh rất là nhiều ngoài ra thì các anh có thể truy cập website ambe.vn gõ vào ô tìm kiếm là gf086 các anh có thể xem được hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau cho cái sản phẩm này ngoài ra thì các anh cũng có thể là đặt mua luôn ở trên website các anh cũng có thể thêm được cái thông số kỹ thuật cho cái sản phẩm này ở trên website nhé à, một cái hộp hai lớp rất là sang trọng rất là thích hợp làm quà tặng biểu sếp bạn bè đối tác đồng nghiệp phải không các anh hộp bên ngoài được làm giấy cứng à, với cái logo à, Z-Fan à, được à, mạ bạc rất là đẹp và lấp lánh cũng như là sang trọng một cái sự đơn giản nhưng mà rất là cao cấp và đẹp đẹp mắt à, chúng ta có một cái hộp bên trong được làm bằng giấy cứng Uh, cái hộp này thì chúng ta sẽ lật lên như này ở đây thì các anh có thể quan sát chúng ta sẽ có một cái bật lửa và đây là một vị đá sơ cua cái hộp rất là sang trọng đúng không canh rất là thích hợp làm quà tặng luôn à, đây là một chiếc bật lửa với cái ngoại hình khá là độc đáo các anh để quan sát cho em là đây là một chiếc bật lửa dành cho xì gà canh nhá à, đối với các anh yêu thích xì gà thì à, rất hay tìm kiếm những chiếc bật lửa độc đáo đúng không nào à, thì hôm nay em giới thiệu đến các anh uh, cái sự độc đáo của cái bật lửa này như các anh có thể quan sát là cái ngoại hình của nó trông rất là cổ điển rất là hoài cổ canh để quan sát những chiếc bật lửa cổ thường có form dáng như này đúng không ạ đây là một chiếc bật lửa mô phỏng lại những cái bật lửa cổ xưa với một cái ga màu uh, hiện đại hơn với một cái thiết kế tính năng cũng như là uh, công năng sử dụng được uh, hiện đại hơn uh, các anh có thể quan sát là dưới mộc đáy chúng ta có uh, một cái cổng bơm ga cũng như là điều chỉnh ga to nhỏ luôn đó các anh xoáy ra để uh, bơm ga cũng như là sử dụng uh, ở trong này thì có một cái chân van để bơm ga nhé. Hết ga thì các anh dùng bình ga mini Dí vào thôi là ok rồi Nếu mà các anh chưa biết cách bơm Các anh có thể gọi cho bên em à, Hoặc là xem clip hướng dẫn bơm ga trên kênh youtube Ambe à, yêu đồ đẹp các anh nhé Ngoài ra thì bên cạnh có một cái cổng Đó là cổng điều chỉnh ga to nhỏ Thì hết ga à, Nếu như các anh muốn à, ngọn lửa to hơn Thì các anh có thể là xoáy sang chiều dương Để à, tăng độ to của ngọn lửa Và ngược lại các anh có thể xoay theo chiều âm Để giảm cái độ to của ngọn lửa Bên cạnh thì chúng ta có một cái chân đó là một cái chân đục xì gà các anh nhá, cái đục này được ẩn giấu ở đây mang theo rất là tiện cho các anh, đặc biệt là các anh hay di chuyển cái đục lưỡi inox đục rất là trường và rất là bền, cũng như là rất là nhanh, đó tất cả được làm nguyên khối và đục rất là chắc chắn luôn, nguyên khối bằng đồng sau đó được tạ vàng lên nhìn rất là sang trọng và đẳng cấp. Tiếp theo thì chúng ta có phần đánh lửa ở trên này, thì chúng ta gạt nắp lên thôi là ga nó tự động ra rồi nhá các anh, gạt nắp lên là ga nó tự động ra. Đó, các anh để quan sát cho em là đầu đốt này hai đầu đốt hoa à, cái đầu đốt này giúp cho các anh có thể là có một ngọn lửa xanh hơn sạch hơn cũng như là tiết kiệm ga hơn ngọn lửa thằng tắp giúp cho các anh châm xì gà được như ý một cách nhanh chóng đó ngoài ra thì các anh có thể quan sát cho em là lớp răng cách nhiệt rất là dày như thế này thì giúp cho các anh là có thể là uh, châm lâu hơn một chút mà không bị nóng bật lửa nóng tay của các anh ngoài ra thì khi mà lật nắp lên như thế này thì ga nó tự động xì ra rồi nhé nên là các anh lưu ý cho em là mình hạn chế mở nắp để uh, tiết kiệm ga cũng như là sử dụng được lâu hơn ngoài ra thì chúng ta sẽ đánh lửa như thế này Đánh lửa vào lòng mình nhé Ở trong này thì các anh có thể quan sát là ngọn lửa của em đang cháy Các anh có thể quan sát đôi ngọn lửa đang cháy rất là mạnh mẽ nhưng rất là sạch và trong veo Thì các anh để có một ngọn lửa sạch như thế này Các anh cần chọn một cái loại ga sạch cho nó Thì cách chọn ga các anh xem ở trên kênh youtube Ambe yêu đồ đẹp nhé Các anh tìm hiểu về rất là nhiều loại ga có trên thị trường hiện nay à, Với cách đánh lửa thì các anh lưu ý cho em là Mình đánh vào lòng mình nhé Đánh vào lòng đấy đánh theo xuôi theo chiều kim đồng hồ để uh, không bị mòn bánh xe nhá nếu mà các anh quẹt ngược nhiều quá sẽ bị mòn bánh xe nhanh chóng chính vì vậy là mình sẽ phải thay bánh xe mới đấy ạ ở đây thì chúng ta có một cái cần ngang như thế này vừa để trang trí cũng như là vừa để thay đá các anh nhá hết uh, đá thì các anh sử dụng uh, xoay như này ra để thay đá thôi đó xanh như này ra để thay đá đá thì sử dụng chung với đá zippo các anh ạ à, rất là dễ dùng và dễ thay thôi dễ tìm kiếm nữa ở đây thì hãng cũng đã tặng kèm theo các anh một vị đá sơ cua đấy ở cái thiết kế rất là giống như kiểu là ờ uh, vì đá của Zippo cái này thì có thể móc vào móc khóa luôn các anh nhé Hết đá thì các anh có thể mua vào đây để dự trữ luôn. Đây là một cái uh, sơ cua rất là đẹp và độc đáo. Uh, rất là xanh uh, điệu nữa, một cái móc khóa trang trí nhỏ nhỏ mini độc đáo xanh điệu dành tặng cho các anh. Uh, anh nào mà kết kết sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Bên em sẽ có bạn liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc hoặc các anh có thể truy cập website ambe.vn tìm hiểu sản phẩm cũng như là đặt mua luôn để trên website nhé Để mà tiết kiệm thời gian như là bảo mật thông tin các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé xin cảm ơn các anh rất là nhiều